Đây là bé khỏe 8x, aka bạn của tôi. Bắt đầu tôi để vai đó và sẽ ra mắt. Để qua tưởng nào, cứ xem để giật biên. Và đây, hỏi khác mà chúng ta đang mong chờ. Liệu anh ta có nhảy được qua tường? Để tôi giải thích đã. Ông Tê có mẹ cho phép một mẹ nhảy và sức tương tại không phải nhất định. Thế này có nghĩa là gì? Anh ta hoàn toàn là cái thằng nhảy được qua tường. Và đây, các bạn nghĩ rằng anh ta nhảy được qua tường? Không. Đó. Chỉ là cháu hề. Nó thật sự là một trận phát táo hài. Có lịch sử đến người ta này. Tốt 200 mạng kiểm. Bệt của đứa bên thế giới đây chứ đâu. Welcome to League of Legends, motherfucker.